Có, cái đó không thể nào từ chối được vì có sự ký của Hương Giang ngay trên này. Ông Hương Giang cũng như là bạn bè. Bây giờ hai người cũng biết nhau được 2 năm rồi. Thì Hương cũng chơi cùng trong cơ hội của Giang. Mình là bạn bè chung nhau hết. Cũng có tình cảm qua quá năm. Hiện tại anh 30 tuổi, anh là sinh ra và lớn lên bên Đức, về Việt Nam được 2 năm. Hiện tại bây giờ là anh đang hoạt động cái nhà hàng Không Bao Không Cuisine này. Anh khai trương từ lúc cuối năm ngoái đến bây giờ. Ngoài ra đó thì anh có hoạt động trong, anh là người mẫu, diễn viên và hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Cái nhà hàng này thực sự là Huy mở vì là cái sự đam mê của Huy thôi. Trước đây 8 năm Huy có học về ngành nấu ăn. Nhưng mà ngày xưa là mình vừa học về ngành nấu ăn mà vừa học về ngành xuất nhập khẩu ở bên Đức. Thì lúc đó thì Huy có kinh doanh vài năm trong cái ngành thời trang. Cũng vài năm đầu cũng rất là tốt, nhưng mà lúc mà kinh tế nó không được tốt nữa thì lúc đó nó đòi hỏi cái sự đam mê của mình. Thì lúc đó Huy nhận ra là ok, cái ngành mà Huy đang làm thì không phải là cái đam mê của Huy. Cho nên là ngày xưa là mình học thêm ngành nấu ăn để mình có một cái kế hoạch B. Trong trường hợp mà cái kinh doanh của mình nó không được tốt nữa thì mình có thể mở được một nhà hàng. Nhưng mà mình phải hiểu biết trước về bếp. Tuy nhiên đó, Huy gặp nhiều cái khó khăn thật sự luôn, vì là thứ nhất mình là chưa có hòa nhập với cả, mặc dù nó là quê hương của mình chưa hòa nhập với văn hóa, mình vẫn hạn chế về tiếng Việt. Thì ban đầu là mấy cái đó là nó khó khăn nhất, cộng thêm là phải, vì là Huy học về bếp Pháp và bếp Đức thôi, thì bếp Việt Nam thì thật sự là mình cũng biết nấu cơm gia đình bình thường thôi, cũng không có biết nấu về nhiều về đồ Việt Nam. Thì sáng tạo một cái menu như thế nào để cho nó hợp với khẩu vị của người Việt Nam, cái đó là một cái thử thách khó nhất ban đầu. Cộng thêm nữa là mình phải học hỏi về văn hóa của người Việt Nam nữa, vì là nhân sự mình là người Việt Nam hết mà, mình nói chuyện với họ như thế nào. Và lúc mới mở quán thì một cái khó khăn nữa là cái đội nhân sự của mình thì thời gian đầu nó sẽ thay đổi rất là nhiều để mình tạo được một cái team giống bây giờ. Nó mất thời gian, nó khó vì là một cái quán mới mở là quy trình nó chưa được chính xác, mình luôn luôn phải cải thiện và thay đổi được quy trình trong bếp, quy trình bên ngoài và công thức của các món ăn nữa. Tuy nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là nếu mà mình mới kinh doanh và mình mới khai trương một cái quán, không ai muốn là nó vào một cái tình trạng như bây giờ, một cái pandemic corona nó làm ảnh hưởng rất là nhiều, nhất là cái lockdown lần đầu tiên của Sài Gòn. Thì lúc đó quán cũng có mới hoạt động vài tháng xong rồi cũng phải đóng cửa. Thì trong cái đó là như là Huy nói là mấy cái đó nó đòi hỏi cái sự đam mê của mình làm như thế nào mình tồn tại được. Một người kinh doanh thì nhất là trong thời gian đó mình phải biết nói sao đây, flexible, mình phải biết tìm cách, phải sáng tạo cho marketing như thế nào để khách hàng có thể tiếp tục mua hàng bên mình và mình có thể tồn tại được qua cái thời điểm này. Thì bây giờ nó bị bung ra một cái breakout thứ hai rồi đúng không, ở Sài Gòn thứ hai. Thì thì bây giờ là mình cũng vẫn thế thôi, mình cố gắng thôi. Quan trọng nhất là cái suy nghĩ của mình là mình làm ăn nó phải positive. Và thực sao nó vẫn là trong tâm lý của khách hàng, cho nên là cũng hơi khó, không phải là không.
Có, cái đó không thể nào từ chối được vì có chữ ký của Hương Giang ngay trên này. Phong Hương Giang với Huy là bạn bè. Bây giờ hai người cũng biết nhau được 2 năm nữa. Thì Huy cũng chơi cùng trong cơ hội của Giang. Mình là bạn bè chung nhau hết. Cũng có tình cảm qua toàn năm. Ok, một cái lời khuyên bất cứ mình muốn kinh doanh vào vào cái ngành nào ạ? Nói được. Vào cái ngành nào, chỉ là một cái lời khuyên là mặc dù mình nghĩ đến nó sẽ cảm giác như là một đống công việc luôn và mình không thể nào mình làm được. Nhưng mà nếu mà mình theo đuổi cái đam mê của mình, cái ước mơ của mình thì mình nên đi từng bước một. Đi từng bước một, ngày nào cũng làm vài cái nhiệm vụ hoặc là một cái vài cái bước, cái step cố gắng đó. Thì mình đã bắt đầu rồi thì mình không có bước lại được nữa, mà mình bắt đầu rồi thì mình cảm giác là cái công việc của mình nó dần dần nó ít đi, nên mình giảm stress. Mặc dù là bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, ví dụ là mình không tự tin vào bản thân mình hoặc không tự tin vào cái sản phẩm mà mình bán hoặc cái mô hình kinh doanh của mình, nhưng đừng cho nó quá lâu. Mình bắt buộc phải tin tưởng vào cái dự án của mình à. Chỉ là sẽ thành công và sẽ ok. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.